cùng một dung tích như nhau, cùng một kích thước kích cỡ như nhau. Thế nhưng bạn có thắc mắc là tại sao những chiếc tủ lạnh đời mới lại tiết kiệm điện hơn nhiều so với những chiếc tủ lạnh đời cũ hay không? Hãy cùng MediaMart giải đáp nhé. Hiện nay trên thị trường có vô vàn các mẫu mã và dòng tủ lạnh khác nhau để các bạn lựa chọn. Thế nhưng có những mẫu tốn nhiều điện năng, nhưng mà có những mẫu có khả năng tiết kiệm điện năng lên tới 30% và có những mẫu lên tới 50% cơ, chỉ với một vài ưu điểm vượt trội sau đây. Thứ nhất, đó là tủ lạnh được trang bị công nghệ inverter. Đây là công nghệ giúp điều chỉnh vòng quay của máy nén, giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định. Từ đó, tủ lạnh của chúng ta hoạt động vô cùng êm ái, lại còn tiết kiệm điện năng nữa. Công nghệ inverter hiện giờ đã được tích hợp với hầu hết các loại tủ lạnh đời mới nhất đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hitachi, LG, Samsung hay Panasonic. Ngoài inverter thì còn có những chiếc tủ lạnh được trang bị thêm công nghệ EcoNavi giúp giảm lãng phí điện năng lên tới 17%, hay là tính năng multi-control giúp điều chỉnh nhiệt độ khác nhau tại mỗi ngăn của tủ lạnh. Ngoài ra thì có rất là nhiều các nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ điện của tủ lạnh, như là dung tích của tủ lạnh, vị trí đặt tủ lạnh hay là cách bảo quản và vệ sinh tủ lạnh. Ngoài ra mà muốn tăng khả năng tiết kiệm điện của tủ lạnh thì hãy tham khảo các cách sau đây nha. Thứ nhất là chọn một chiếc tủ lạnh có dung tích phù hợp với mức độ dự trữ của gia đình. Vì nếu như bạn có ít thức ăn nhưng lại lựa chọn một chiếc tủ lạnh có kích thước quá lớn thì đồng nghĩa với việc là tủ lạnh sẽ tốn rất là nhiều điện năng mà lại không cần thiết nữa. Thứ hai, linh hoạt thay đổi nhiệt độ của tủ lạnh. Khi tủ lạnh nhà bạn đang không chứa quá nhiều đồ ăn thì hãy cân nhắc hạ mức nhiệt độ xuống để tiết kiệm điện nhé. Thứ ba, hạn chế một tủ lạnh liên tục, vì khi làm vậy tủ lạnh nhà bạn sẽ phải hoạt động hết công suất để điều hòa nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài tủ. Thứ tư, không nên để tủ lạnh ở nơi có quá nhiều nguồn điện hoặc nguồn nhiệt, bởi vì điều này sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng làm mát và tuổi thọ của tủ. Thứ năm, vệ sinh tủ lạnh 2 tháng một lần để loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc, các tác nhân gây cản trở và bít tắc hệ thống làm mát của tủ lạnh. Các bạn biết nguyên nhân nào nữa không? Comment ngay ở phía dưới để Yến được biết nữa nhé.